Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, người cao tuổi là một trong những đối tượng có nguy cơ cao, dễ mắc bệnh. Nhận thức được điều này, Hội Người Cao Tuổi thành phố Đà Nẵng đã tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân, gia đình và chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Dọc tuyến đường Bạch Đằng, không khó để bắt gặp hình ảnh các cô, các bác đã ngoài 60 tuổi đi bộ tập thể dục như thế này. Ý thức nguy cơ COVID-19 vẫn luôn tiềm ẩn. Người cao tuổi nghiêm chỉnh chấp hành quy định 5K và xem đây là biện pháp cần thiết nhất mỗi khi đến nơi công cộng. Mình lớn tuổi rồi thì mình phải lo chứ, lo thì để phòng dịch người ta nhiễm vô mình là mình phải tiêu ngay, mình phải giữ bảo vệ mình trước. Thì mình đeo khẩu trang đầy đủ, có đi cách xa người ra hơi mấy. Nếu như mình giữ tốt 5K thì hy vọng quá khỏi, chứ bây giờ biết đâu tránh. Với nhiều người lớn tuổi, thói quen ra quán uống cà phê vào mỗi sáng giờ đây đã dần được thay thế bằng việc nhâm nhi tách trà nóng tự pha tại nhà và lướt web để cập nhật thông tin dịch bệnh. Việc hạn chế đến mức thấp nhất việc tập trung nơi đông người cũng là cách phòng ngừa sự lây lan của COVID-19. Ban điều hành ở khu dân cư thực hiện tuyên truyền cho bà con là không được chủ quan với lại cái tình hình mà giãn cách, ngay từ cái đi tập thể dục cho đến là sinh hoạt đó. Này khác nói chung là thực hiện tốt cái 5K và đồng thời nữa là giãn cách nó tốt ở khu dân cư. Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, thay vì hoang mang, lo lắng, người cao tuổi ý thức tự bảo vệ sức khỏe bản thân, luôn bình tĩnh, chấp hành đúng các hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh được đưa ra. Bên cạnh đó, các cô, các bác cũng là tuyên truyền viên về công tác phòng chống dịch tại khu dân cư, chung tay cùng thành phố đẩy lùi đại dịch.